Nay bên đâu mới về một con xe hai cầu. Hàng siêu lướt nha. Hai cầu bên để thắng hơi. Máy 33 Tiger. Xe thùng dài 3m3 nhé. Rộng phố B 1m9. Cầu số 5 tấn. Tổng thể một vòng. Các bác xem. Máy 33 Tiger. Lớn nhé. Lúc trước là mới thay SRC 18 bố 650 18 bố mâm dày dàn Wito bi đôi lai lớn này. Chốt lớn rồi, lát là nghiêm chỉnh chưa rơi cho gì nữa. Này lên là cái đề ghi rồi nhé. Tời cáp đây chắc còn được 40 mét. Máy ánh sáng sạch sẽ, cùm tiện hết nha. Hai bên cùm lớn hết, lúc trước mới thay mâm dày hết. Hộp côn nhông đi sai đi đôi này, mô đèn đóm là đầy đủ hết. Bơm hơi bút kia bút khô ráo đẹp lắm, đèn còi đầy đủ, lót đèn led hai bên mới thay, hai bóng led. Thắng hơi, thắng tay, thắng chân đầy đủ hết. Số chân thắng 5 tấn 9 ốc. Bình hơi. Này là U10 ốc đôi nhé. Tới trước đây, tới chỗ để chân này cũng ốc đôi luôn. Chân này U10 ốc đôi hết. Dưới đây là I15 y dày. Số cao nó có những sắt đỡ hộp số này, phải sử dụng đá. Bên hai ti đỏ, ti dài, nên ti đồ khô ráo hết. Xe đóng không xài bao nhiêu, lốp sau còn được 70%. Cổng thành đẹp lắm, về đây V7 này, trong này V5. Cái bộ ấy này, cái bị sau đuôi này để hồi cắm này cho mì. Gỡ cho nó gọn. Bừng đít đồ đủ hết nè. Cầu 5 tấn thắng hơi. Có nhíp nhé. Ống lên gỗ này. Sau này, hai bên này còn được 60-70%. Gầm sắt xe tắp không cong. Từ trước tới sau. Máy che đồ đầy đủ hết. Bình đề là bình GS150, bình đẹp. Đang lên đề cái máy. Bao nhẹ đấy. Để gan đi lái nhẹ nhàng. Mình mua bán nhà lô 038-45-45-901, Zalo 0958-371-432. Em xe trực tiếp hiện ra like nhé. Ok.